Nguyên Khôi xin kính chào Thái Ngô, quý khán thính giả của đài truyền hình. Thưa quý vị, bây giờ là tiết mục đọc báo vẹn và xin chào Thái Ngô anh Hoàng Tuấn. Xin chào Nguyên Khôi và xin chào Thái Ngô tất cả quý vị. Thưa quý vị, chúng tôi cũng nhận được rất nhiều những bài vở của quý vị gửi vào và thư nữa. Thì Hoàng Tuấn xin có một cái lá thư của một du học sinh viết như thế này. Em là một du học sinh qua Mỹ du học được 7 năm và rất yêu thích chương trình đọc báo vẹn vì mỗi lần lên web vnexpress.net đọc những bài báo cho các bộ đội đăng lên thì thấy cũng tức cười, có lúc cười trặc cả răng. Nhưng nhờ có chương trình đọc báo vẹn để chỉ ra cái dài của nhà báo bộ đội, đáng ra em phải dùng chữ ngu, nhưng nghĩ lại dùng từ này cũng không công bằng lắm vì đa số các phóng viên trẻ bây giờ sinh sau năm 75 nên bị nhồi sọ, còn các bác quanh năm chỉ cầm súng chui nhủi trong rừng không học hành gì cả. Giải phóng xong, bỗng dưng trở thành nhà báo thì gọi là ngu. Sáng nay đọc bài báo của báo điện tử vnexpress.net với cái tựa đề là Thí sinh Idol chưa cảm được nhà cách mạng. Đọc tựa đề thấy tức cười, xem chút nữa thì chặt cả răng. Nhà cách mạng có hay ho gì đâu mà phải cảm nhận. Mà lớp trẻ bây giờ đâu ai thèm nghe mấy cái bài hát chống gậy, nón cối, tiểu đoàn 307, dép râu của mình nữa đâu, vân vân. Hai anh Khôi và Hoàng Tuấn đọc hết bài này sẽ thấy và cảm nhận được phóng viên bộ đội viết báo. Nhờ hai anh nói thêm cho họ hiểu để bớt dài đi, kẻo các phóng viên nước ngoài người ta hiểu tiếng Việt là chê phóng viên Việt Nam mình là ăn đôi ba hộp cơm ngồi cho nên viết báo như là cơm thiêu. Thì quý vị, thì người bạn này có gửi cho chúng tôi một bài báo về cái cuộc thi ở bên Việt Nam đó. Đó là giống như là bên Mỹ người ta có American Idol thì cũng Việt Nam cũng có là Vietnamese Idol. Thì trong đó là ca sĩ xuất sắc đó bạn ạ. Thì người ta chê, người ta phê bình là các ca sĩ trẻ bây giờ hát nhạc cách mạng không có diễn cảm được, không có diễn cảm và ăn mặc nó không phù hợp. Thì người bạn trẻ đây mới nói bây giờ mà bị mấy đứa trẻ đang nhạc cách mạng thì chán lắm. Rồi thì chúng tôi có bài báo cũng của VN Express vừa rồi, người bạn trẻ vừa rồi có nhắc tới tờ báo này. Thưa quý vị, bài báo có nhan đề là massage kích dục ở làng đại học. Tôi thấy bây giờ đi học đại học Việt Nam sướng thật anh ạ. Anh cứ nghe tôi nhé, nghe tôi đọc cái bài báo này nhé. Treo biển hớt tóc nhưng không có thể cắt tóc mà chỉ toàn các cô gái ăn mặc gợi cảm ngồi tựa trên ghế salon chờ đợi khách vào mua vui, hai chữ mua vui trong ngoặc kép, để câu khách chủ quán còn ra chiêu khuyến mãi là sinh viên thì được giảm giá 30%. Massage giảm giá 30%, học đại học Việt Nam sướng thật anh ạ. Sinh viên đang nghèo. Khu vực làng đại học quốc gia thuộc xã Đông Hòa, huyện Di An, Bình Dương tập trung số lượng lớn sinh viên của thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây cũng xuất hiện nhiều dịch vụ đen phục vụ các vị khách luôn trong tình trạng ít tiền này, như đánh bài ăn tiền trong quán bia, cà phê vườn tình, karaoke trá hình. Gần đây còn xuất hiện thêm dịch vụ mới rất thu hút những nam sinh ham của lạ. Tại quán bia dưới cây trứng cá to sụ, Bình, sinh viên đại học nông lâm, sau khi đi một đường cơ hỏng mất đứt gần triệu đồng, ấm ức lớn tiếng đi giải xui thôi. Khi đám bạn còn chưa kịp hiểu thì cậu sinh viên nhau mắt tiếp lời: tao biết mấy chỗ hay lắm, vào đó không những được các em phục vụ tận tình mà còn được giảm giá nữa cơ, miễn là mang theo thẻ sinh viên. Nói rồi gã trai gọi cả nhóm lại, ai cũng hí húi kiểm ví để tìm ca giảm giá của mình, tức là cái thẻ sinh viên. Tôi xin lỗi anh, tôi nghĩ là nếu mà mang thẻ sinh viên mà được giảm giá thì mang thẻ đảng chắc được miễn phí. Mà lại ngay quê hương Bình Dương của bác Triết nữa. Đấy. Cái điều mà chúng tôi muốn nói ở đây, trong một cái môi trường như thế này mà đòi học hành cho nó đàng hoàng, cho nó tử tế, tương lai của đất nước thì chúng tôi muốn hiểu như thế nào được. Người ta có làm gì thì làm, mà những cái nơi mà cần giữ một cái gọi là cái không khí văn hóa nhất, cái không khí phải nói là đạo đức để cho học sinh, sinh viên có thể học hành một cách tốt đẹp được, thì người ta để cho những cái chuyện này nó xảy ra. Và thưa quý vị, khi mà báo chí đã đăng tải như vậy có nghĩa là nó đã rầm rộ ở ngoài rồi. Qua lắm rồi. Yeah. Thì quý vị, có nhiều người cũng thắc mắc tại sao đảng và nhà nước lại không dẹp những cái chỗ này. Thì chúng tôi xin phép để nhắc lại là ở Việt Nam đó, nếu mà có chuyện gì dính dáng tới chính trị và có những người mà đứng lên lên tiếng phản đối cái cách làm việc của nhà nước á, thì bị bắt ngay. Trong thời gian qua quý vị thấy ngay cả như những blogger cũng bị bắt, nhưng còn những cái chuyện này thì người ta không đụng tới, bởi vì cái chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam và nhà nước Cộng sản Việt Nam bây giờ là
cứ để cho tuổi trẻ nó ăn chơi. Nó ăn chơi thì lúc đó nó không còn nhuệ khí nữa, nó cũng chả nghĩ tới cái chuyện mà chống đối, thì cứ vui được bữa nào thì vui. Chứ không phải là người ta dẹp không được, người ta dẹp được nhưng mà tại sao phải dẹp? Dẹp là dài mà nè. Đúng rồi. Thì thưa quý vị, nói về cái chuyện văn hóa văn nghệ thì bây giờ Hoàng Tuấn xin gửi đến quý vị một bài báo trên báo Tuổi Trẻ. Bài báo này bài báo thứ nhì. Bài báo trước á, thì người ta có đăng cái bài là hát gì khó hiểu quá, nói về cái chuyện mà chữ nghĩa rồi những cái ca từ, bây giờ người ta gọi là những cái ca từ đấy, những cái lời bài hát đó hả, nhăn nhít rối rắm tối nghĩa trong cái khúc nhạc trẻ. Thì người ta đăng tiếp cái bài bởi vì có nhiều ý kiến đóng góp. Các bạn trẻ ngày nay có thuận lợi hơn các thế hệ nhạc sĩ đi trước là phần lớn có công cụ phương tiện để dễ dàng công bố tác phẩm của mình dưới nhiều hình thức. Một đêm các tác giả trẻ có thể dùng phần mềm sáng tác nhạc để làm ra cả chục ca khúc. Không như những nhạc sĩ thế hệ trước phải chắc chiêu chọn lọc cẩn thận từng nốt nhạc, từng ca từ, từng giai điệu sao cho phù hợp với cảm xúc, với nội dung mà mình muốn thể hiện. Có khi cả tuần cả tháng mới xong một tác phẩm. Đúng rồi. Tức là bây giờ là người ta làm theo kiểu miệng liền đó, nó nhanh hơn. Là máy làm, computer làm đó, dùng phần mềm làm. Và có lẽ cũng chính vì thế mà không ít bạn trẻ lạm dụng công nghệ hiện đại, vội vàng cho ra đời hàng loạt ca khúc không hay. Và những ca khúc rác này, người ta dùng chữ rác là hoàng quý vị, hòa cùng dòng nhạc hiện đại tạo nên mớ hổ lốn, đến mức gây dị ứng, làm người nghe khó, có thành kiến với cả dòng nhạc trẻ. Người ta nói là nghe cái tựa là thấy ớn rồi. Tôi cảm thấy buồn khi nghe giới thiệu những ca khúc mang nhan đề như Bản lĩnh đàn ông thời nay, Người đàn ông tham lam, Giọt nước mắt đàn ông, Người yêu tôi, ông cũng không chừa. Tên bài hát đó hả? Bài hát đó. Người ấy và con, cha phải chọn. Người đàn ông không được quên hết tình nghĩa. Còn chuyện tình yêu trai gái vốn rất tế nhị, thánh thiện, mang sắc thái bay bổng, đầy thơ mộng và lãng mạn, thì được các tác giả đề cập bằng những tên nghe sao nó ghê ghê, như là Tình một đêm, Bên nhau dù không còn cảm giác, Yêu một người sống bên người khác, Anh chấp nhận là người tình thứ ba, Một lần nữa tôi bị lừa, Yêu một người là dại, Lắm mối tối nằm không, Sao em ép anh phải yêu em, Làm người ai lại làm thế, Nói rồi không chịu nghe, Ăn bánh trả tiền, Ok như vậy đi. Thì quý vị, cái bài mà Làm người ai làm thế thì lại có một cái bài viết tiếp theo là Không làm thế sao lại làm người. Đối với chân chám họ rồi. Rồi người ta còn nói thêm như thế này nữa. Rồi có nhiều khi tác giả ca tụng về tình yêu mà như bôi nhọ khi dùng các ca từ như là Anh là thế, thế gian ai cũng giống như anh, Đàn ông ai chẳng tham lam, hỡi người yêu. Yêu một lúc đến 2, 3, 4, 5 cô là cho yêu như vậy là mới yêu. Người đàn ông tham lam mãi là anh. Một bàn tay năm ngón, anh chẳng biết chọn ai. Tôi tưởng em chỉ yêu thêm một người, nào ngờ ngoài tôi em còn 3 người nữa. Những lời ca bây giờ đó bạn ạ. Cuộc tình tay 3 đã khổ đau, giờ tay 4 thì làm sao? Em yêu một lúc 4 người sao? Anh có một sở thích kỳ lạ là ăn thịt thỏ, nhưng mà anh chưa có cơ hội bỏ em vô nồi là tại vì anh đã lỡ yêu em mất rồi. Rồi cũng có những bài, những ca từ nửa tay nửa ta nghe rất khó chịu như Nhìn nhau rất lâu, anh đã đặt vào làn môi, Oh first kiss, you make me happy, chẳng nói lên được tiếng chi, chỉ nghe nhịp trái tim, Oh first kiss, you make me crazy. Và không thể tưởng nổi những từ sau đây lại được đưa vào ca khúc là Nói nghe nè. Là ngày hôm qua đó, tôi nằm mơ thấy con cầy nó cắn tôi. Chó nhỏ 11 chiều nay nó sẽ ra. Bạn hãy đánh bao lâu 11 đi. Ôi thôi rồi, 11 ra ngay chốc. Nhưng đại phụ không phải là đại chánh rồi. Số đề đó hả ơi. Trời ơi. Mà thưa quý vị, xin lỗi anh Nguyễn Khôi, để chứng tỏ rằng những điều này không phải chúng tôi đọc trên báo Tuổi Trẻ nha. Và chúng tôi có tìm ở trên YouTube thì có một vài bài hát mà bảo đảm quý vị nghe xong, xem xong quý vị sẽ thấy rằng là nó chúng ta không thể tưởng tượng nổi. Thì chứng nghĩa trong nước gọi là người sốc trong phòng này. Chúng tôi xin mời quý vị theo dõi một vài cái video clip khoảng chừng 1-2 phút. Xin mời quý vị. Lúc đầu mình quen nhau, cớ sao không tìm hiểu cho kỹ? Do lòng này chỉ muốn thích yêu ai, cứ thế mà yêu. Đời của anh là vu dối gạt, đàn ông ai?
ai cũng như vậy thôi. Này em ơi, chờ cô chẳng có nói chi thêm phiền. Làm người ơi làm thế, không cần anh phải trôi. Thôi hãy đi đi, có nơi cũng thêm buồn. Yêu chi cho lắm, bây giờ lại trách nhau. Hãy quên đi năm tháng ta gần nhau. Làm người ơi làm thế, sao đàn ông ra rồi. Anh quá vô tâm, bóc nát trái tim em. Mong bên hơi hướng, đừng làm như trẻ con. Vì anh đây mới đúng là đàn ông. Không làm thế, sao làm người. Ngày xưa của tôi thật là khó nói ra, vì cô ta nên tôi sống hư thân bấy lâu nay. Người ơi, người đời cũng từng khuyên, người đời cũng từng chê, nhưng may sao tôi đã gặp được anh. Này bạn thân của tôi, bạn hãy nói ra đi, nói hết đi những chất chứa bấy lâu ở trong lòng. Bởi vì sao bạn yêu, bởi vì sao bạn tin, tin chi những lời cô ta nói. Thưa quý vị đã thấy chưa? Nếu quý vị có dịp vô trong Google, là vô YouTube, quý vị tìm thì những loại nhạc này nó nhan nhản nhiều lắm, và chúng ta cũng không ngờ nó lại như vậy. Thì chúng tôi xin tạm ngưng phần một của chương trình, xin gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại và xin quý vị giữ màn hình để tiếp tục theo dõi phần 2. Và thưa quý vị, chúng tôi xin trở lại với chương trình đọc báo vàng tuần này. Bài kế tiếp là cũng một bài báo của VN Express có tên là Đại biểu Quốc hội tố khổ khi đi làm thủ tục hành chính. Áp dụng cơ chế một cửa nhưng lại đẻ ra nhiều cửa, nhiều ngách để làm khó dân. Muốn xong việc thì người dân trong ngoặc kép phải phong bì, phải biết làm luật. Bây giờ chữ mới bây giờ người ta dùng là phải biết làm luật với cán bộ. Thưa quý vị, nếu mà đọc đến đây thì có thể là quý vị sẽ bảo lại nói xấu nhà nước rồi, mấy cái tên phản động ở nước ngoài. Làm gì có cái chuyện này xảy ra ở nước ta. Thưa quý vị, nó có xảy ra đấy. Cái người nói cái câu vừa rồi không phải là một người bình thường đâu, mà đó là phản ánh của đại biểu Quốc hội tại phiên họp sáng mùng 9 tháng 11 vừa qua. Thảo luận về việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong một số lĩnh vực liên quan trực tiếp đến công dân và doanh nghiệp, nhiều đại biểu đã kể về những chuyện bi hài mà bản thân gặp phải hay là cử tri phản ánh khi đi giải quyết các thủ tục hành chính. Vốn là một bác sĩ, đại biểu Nguyễn Minh Hồng kể một lần đi làm thủ tục hành chính, giám đốc phụ trách việc của ông lại đang nằm ở phòng khám do ông điều hành đấy nhá. Vì muốn được chữa trị nhanh nên đã yêu cầu cấp dưới giải quyết ngay. Nhưng khi ông Hồng xuống cấp dưới thì họ dẫn cả chồng văn bản nghị định yêu cầu phải thế này thế kia. Hôm đó tôi có đầy đủ giấy tờ, làm rất đúng thủ tục, lại đi cùng một nhà báo có uy tín. Ấy vậy mà phải đến cuối ngày mới giải quyết xong. Tức là bác sĩ này, ông trên nguyên tắc là ông chữa bệnh cho một cái ông mà thượng cấp của ông ấy. Mà chỉ vì những cái thủ tục hành chính rắc rối thôi mà ông phải mất cả một ngày chờ để có thể thông qua được cái chuyện này. Vì ông là bác sĩ này, ông là đại biểu Quốc hội, ông làm trực tiếp trong bệnh viện này, mà cái bệnh nhân là cấp trên của ông ấy, mà còn phải chịu thua mấy cái cấp dưới này về cái thủ tục giấy tờ, nó rất là rối như vậy. Thì thưa quý vị, nếu mà một người dân bình thường đến bệnh viện mà xin chữa bệnh thì phải chờ đến bao lâu? Thì tôi nghĩ chắc là sau khi mà sau thủ tục của nhà thương á, chắc là chuyển qua nhà xác. Kinh hoàng. Cái bài báo rất là dài, thì Hoàng Tuấn có thể chuyển sang bài báo khác, rồi tôi sẽ lựa một cái đoạn hay hay để mình tiếp tục ha. Thưa quý vị, nói về tình trạng lũ lụt ở miền Trung thì rất là tội nghiệp. Chúng tôi có một bài báo trên báo vnaspect.net là đói ở vùng rốn lũ, lương thực cạn kiệt, nhà cửa tan hoang, ruộng nương bị tàn phá, nguồn nước bị ô nhiễm, lại chưa tìm được việc làm ngay, cuộc sống của hàng trăm hộ dân huyện Đồng Xuân, Phú Yên chật vật hơn bao giờ hết. Thoát khỏi sự bao vây của dòng nước lũ hơn nửa tháng trời, người dân Xuân Sơn Bắc, huyện Đồng Xuân phải đối mặt với cái đói, cái khát. Hiện tại nhiều gia đình gần như kiệt quệ, cơm không đủ ăn, nước không đủ uống, nỗi nhọc nhằn, mệt mỏi hằn trên nét mặt của từng người. Và bài báo cũng khá dài, nói về cái nỗi vất vả khốn khổ của những người dân ở vùng bị lũ lụt. Vừa dọn đồ đạc trở về nhà sau lũ, thì anh Nguyễn Ngọc Tân ở xóm El Tre, thôn Tân Hòa thở dài.
sống ở vùng quê này đã hơn 15 năm, nhưng chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp như năm nay. Trong nửa tháng chạy lũ đến 5 lần, phải đến trú ẩn nhờ nhà người thân trên núi thì mới được an toàn. Và thưa quý vị, như là sống thiếu thốn, nước không có nước sạch để mà uống, rồi người ta phải đi bắt con cua, con cá để mà tạm sống qua ngày. Mà riêng ông Nguyễn Lý Nguyên là Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, trưởng Ban chấp hành phòng chống bão lụt, tìm kiếm cứu nạn nhân của huyện Đồng Xuân cho biết là huyện đã có kế hoạch đầu tư xây dựng công trình nước sinh hoạt tập trung, cấp nước cho hai thôn Tân Hòa và Tân Long, nhưng do điều kiện kinh phí thiếu nên chưa thể thực hiện được. Thì chúng tôi muốn đọc cái phần cuối của cái bài này để nối qua một cái bài khác là ở Việt Nam bây giờ, thưa quý vị, dân khốn khổ như vậy. Đúng rồi. Mà có những người vì cái danh hảo mà người ta xem thường cái nỗi đau khổ của đồng bào. Những đại gia làm từ thiện bằng mồm. Tức là theo cái này là do bên hội chữ thập đỏ đó nha. Yeah. Là hồi xưa chúng ta gọi là hội hồng thập tự, bây giờ người ta gọi là chữ thập đỏ đó. Thì cho biết là khi mà tổ chức đấu giá hay là tổ chức đứng ra quyên góp để mà cứu trợ nạn nhân bão lụt ấy, thì nhiều cơ quan đứng lên như là hứa rất là xôm. Và báo chí đăng tải thì điển hình là cái vụ mà bán cái bộ tứ linh đó anh. Thì người này đứng ra mua, người kia đứng ra mua, bán đấu giá cho bán đấu giá đó, là bán... như là có cái chương trình gì mà cứu trợ đó phải không? Để bán đấu giá đó. Thì khi mà bán như vậy đó, thì có một lần người ta đứng ra, người ta mua là tổng số tính ra là 74 tỷ. Nhưng mà cuối sau cùng không ai đưa tiền cả. Thì thua được có 1 tỷ. Tức là các đại gia này muốn làm chuyện cứu trợ thì mà sẵn sàng là đấu giá với giá cao, nhưng mà đấu giá miệng thôi, phòng đấu giá miệng thôi. Chứ còn lúc mà đưa tiền ra thì không chịu đưa tiền ra. Thì bài báo người ta viết như thế này: nhận điện thoại từ một người tự xưng là chủ doanh nghiệp đề nghị ủng hộ 2 tỷ đồng cho miền Trung. Cô nhân viên hội chữ thập đỏ vui mừng chạy xe máy gần 20 cây số để đến nhận. Gặp mặt ông giám đốc bảo là để suy nghĩ lại đã. Chịu nổi không quý vị? Cuối cùng thay vì 2 tỷ đồng như đã hứa gần 1 tháng, sau nhiều lần hẹn, ông chủ công ty quyết định móc tiền túi riêng để ủng hộ 200.000 đồng. Cái gì? 2 tỷ nhưng 2 tỷ mà xuống còn có 200.000 thôi. Vị giám đốc còn yêu cầu tên của mình phải được xướng lên trong chương trình văn nghệ gây quỹ từ thiện sau đó. Rồi xướng sao? Xướng 2 tỷ hay là xướng 200.000? Không biết. Chuyện này xảy ra với hội chữ thập đỏ tỉnh Long An, nhưng vẫn không phải là trường hợp duy nhất. Bởi theo những người gắn bó với hoạt động quyên góp làm từ thiện, chuyện bị các nhà hảo tâm dõm lừa bịp hoặc hứa hẹn đã quá quen thuộc. Thưa quý vị thấy cái xã hội nó kinh khủng không? Là bây giờ người ta xem thường cái nỗi đau khổ của đồng bào mình. Ở ngoài này, ở hải ngoại thì mỗi lần chúng ta tổ chức quyên góp, mặc dù có những người, những ông già bà cả, các bác lớn tuổi không có nhiều, 5 đồng 10 đồng, nhưng mà đó là tất cả cái tấm lòng thành để giúp đỡ cho bà con mình trong nước. Nhiều khi gửi tiền về mình cũng không biết là tiền bạc nó có tới được cái người hay không, hay là bị cán bộ chặn tới chặn lui. Nhưng mà vì thương đồng bào mình, còn ở trong nước đó thì người ta lại làm như vậy. Thì chúng tôi cũng chả biết là cái xã hội Việt Nam bây giờ nó ra cái thể thống gì. Thì cũng nối theo bài báo đó thì ta nói về cái vụ mà bán đấu giá cái bộ tứ linh đó là tới 74 tỷ. Mà cái tới giờ này thì người ta thu được có 1 tỷ thôi. Và hỏi những người mà có trách nhiệm đó, những công ty này công ty kia đó, thì người ta cứ người này cứ đổ qua người kia đổ qua người nọ, và gọi phone người ta không có bắt phone. Thì những người tức là người ta coi cái sự đau khổ của người khác như là một cái trò hề, một cái trò đùa, trò đùa vậy thôi. Thì người ta mới, bài báo mới viết như thế này: cuộc đấu giá từ thiện bị biến thành trò đùa. Và trong đêm hội hoa hậu trái đất, tức là làm lớn lắm nha. Trong đêm hội hoa hậu trái đất và doanh nhân hướng về miền Trung, do công ty cổ phần đá quý Gia Gia mua bản quyền của tập đoàn Thanh Niên Media, diễn ra tại khách sạn Queen Plaza thành phố Hồ Chí Minh đêm ngày 11 tháng 11. Sự kiện được đăng ký kỷ lục Việt Nam với việc hơn 90 hoa hậu thế giới và doanh nhân cũng có mặt để chung tay làm từ thiện. Tức là một sự kiện rất là lớn, được đăng ký kỷ lục Việt Nam. Chương trình như bây giờ chưa bao giờ có đông người đẹp như vậy. Chương trình như thế này mới là hoành tráng, mới là hoành tráng nhé. Chương trình đã được phát sóng trên các kênh quốc tế như NBC, Star World và những kênh truyền hình ở trong nước, tức là làm rất là rầm rộ. Nhưng mà sau đó đó, sau khi mà đấu giá xong xuôi hết rồi đó, tuy nhiên sau đó chúng tôi liên lạc thì người mua bức tranh đá quý và trống đồng đều không bắt máy. Đại diện công ty Bình Điền thì cho rằng không có cá nhân nào tên Phát tham gia đấu giá cả. Tức là người ta đứng đấu giá
ta gọi phone tới rồi người ta đứng đó người ta đấu giá nữa, nhưng mà rồi cuối cùng thì không có. Làm như không phải mình nói xấu đất nước đâu, nhưng mà cái văn hóa làm cho người ta cứ người ta sống chuyện mà lừa bịp nó quá quen rồi. Anh thấy từ 2 tỷ xuống còn có 200 ngàn, mà còn bảo là phải xướng danh trong cái buổi văn nghệ từ thiện nên chúng tôi cũng chả hiểu lý do tại sao. Thưa quý vị, là tại vì mấy ông nhà nước bao nhiêu năm qua, từ ngày xưa chúng ta lúc mà mình chưa vượt biên á Hoàng Tuấn chắc với quý vị cũng vậy, đều nghe thấy những cái khẩu hiệu rất là lớn là chống tham ô, chống cửa quyền, chống lãng phí bao nhiêu năm trời, phải không ạ? Mấy chục năm rồi thưa quý vị, mà đến ngày hôm nay tiếp tục cái bài báo lúc nãy, bác sĩ Hồng đánh giá thủ tục xây dựng nhà ở từ khâu thẩm định đến phê duyệt cấp phép, cấp sổ đỏ rất tốt, nhưng những người dân muốn xong việc thì phải có phong bì và phải biết làm luật. Đây là đại biểu Quốc hội nói nhé, không phải chúng tôi nói nhé thưa quý vị. Cả đất nước là sống theo cái cách sống như vậy rồi, theo cái cách làm việc như vậy, theo cái suy nghĩ, theo cái đường lối như vậy rồi, thành cái nếp, cái thói quen rồi thưa anh. Như vậy mà bảo là ở những người ở hải ngoại để chung tay về xây dựng đất nước thưa quý vị, xây cái con khỉ khô, tôi xin lỗi quý vị mới dùng cái chữ như vậy. Tại vì người dân trong nước người ta biết dành nhau mà người ta còn phải gánh chịu những cái chuyện này, nó xảy ra mà không phải xảy ra một lần hai lần, xảy ra hàng ngày, và không phải xảy ra một chỗ hai chỗ mà xảy ra hầu như người ta nói là hầu như là khắp mọi đời cả. Mà những người này là những người có máu mặt đó mà vẫn còn bị như vậy. Thì thưa quý vị, làm sao mà cái cảnh vừa nó không xảy ra, tại vì người ta cứ lừa nhau để mà sống, người ta cứ bịp nhau để mà sống, rồi người ta cũng phải giả vờ để mà chấp nhận cái thực tế như vậy. Thưa quý vị, hồi xưa Hà Nội là 36 phố phường, bây giờ là 37, 38, 39 nữa, tức là nó có cả phố hàng lừa nữa. Mà phố hàng lừa thì nó dời về chỗ Ba Đình nên rồi chúng tôi có một cái bài báo này, quý vị sẽ thấy rằng là ở Việt Nam bây giờ đó, khi có những cái món ăn mà khi mà nghe giá cả chúng ta giật mình đó, ăn bát cháo mất hết 7,5 triệu. Cái gì bát ăn, cháo ăn một bát cháo thôi đấy nhá mà 7,5 triệu mắc vậy. Đây ở đâu bán? Đây báo viết này nè. Vừa húp vội được bát cháo, anh Khánh và anh Ngọc bất ngờ bị một nhóm người khoảng 6 người tự xưng là công an đến hỏi thăm. Khi biết anh Khánh không mang giấy tờ tùy thân, nhóm người này đưa hai anh về trụ sở công an thị trấn Tàu Xuyên và bị xin nha, mất 7,5 triệu trước khi cho về. Thì, theo đơn của anh Vương Quốc Khánh trú tại huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum, khoảng 4 giờ ngày 7 tháng 11, anh đến thị trấn Tàu Xuyên, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa để cắt thuốc nam tại nhà bà Trương Thị Mạng, 70 tuổi. Khi đến nơi, anh Khánh có rủ anh bạn là Phan Đình Ngọc, là con trai bà Mạng, đi ra quán cháo gần nhà để ăn sáng. Thì khi đang ăn như vậy thì có một người đàn ông dường như trong trạng thái chuyến choáng hơi men, tự xưng là công an đến yêu cầu anh Khánh xuất trình giấy tờ tùy thân. Tự xưng gì nữa, vì đi vội ra cắt thuốc chữa bệnh rồi về nên anh Khánh không mang theo chứng minh nhân dân, tức là đi ăn cháo phải mang theo chứng minh nhân dân. Và ngay lập tức người đàn ông này gọi thêm 5 người khác đến và áp tải hai người về trụ sở công an thị trấn Tàu Xuyên. Theo tường trình của anh Khánh, ngay tại đây ông Lê Quang Long, phó công an thị trấn, đã cho khám người anh Khánh và lấy đi 4,5 triệu. Trời. Với lý do là anh Khánh không mang theo giấy tờ tùy thân nhưng mà không lập biên bản thu tiền. Chưa hết, cũng theo anh Khánh, bên ngoài trụ sở công an thị trấn Tàu Xuyên, ông Dương Công Thịnh là công an viên thị trấn cũng yêu cầu anh Ngọc phải đưa thêm 3,000 đồng nữa, tức là tổng cộng là 7,5 triệu. Nếu không thì sẽ đưa anh Khánh lên công an huyện để mà tạm giam. Thưa quý vị, thì sau khi người ta khiếu nại rồi nói chuyện với ông những người có trách nhiệm đó, thì ông Dương Văn Thái là trưởng công an thị trấn Tàu Xuyên thì thừa nhận là cái việc ông Lê Quang Long, phó công an thị trấn, và ông Dương Công Thịnh lấy tiền của anh Khánh và anh Ngọc tổng cộng là 7,5 triệu, một cách không có giấy tờ gì hết. Đó là cái việc có thật. Nhưng mà ông nói như thế này nè, việc mấy anh công an này làm là sai rồi, các anh đó hiểu biết chưa được nhiều, các anh thông cảm bỏ qua cho. Thưa quý vị, công an, phó trưởng công an, thưa quý vị, xin lỗi, công an mà người ta chỉ đi ăn cháo thôi, không có giấy chứng minh nhân dân, đốt của ta 7,5 triệu. Mà ông trưởng ban công an nói thế, đó là sai rồi, các anh đó là hiểu biết chưa được nhiều. Cái này là anh cướp rõ ràng lại còn gì nữa. Tại vì nó mà hiểu biết nhiều chắc nó đòi tới 1,000,000, 20,000,000. Các anh thông cảm bỏ qua cho. Trời, cái này là anh cướp rõ ràng, cướp công khai, cướp minh bạch, anh cướp ngay trong đồn công an. Còn nói được như vậy thưa quý vị. Thưa quý vị, chắc không còn giờ hả? Không còn đủ chi hơn nữa. Thì chúng tôi xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình lần sau.